Chào toàn thể anh em chơi môn bài lá bịp thì ngày hôm nay mình làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Thì đây. Thế đây là cái kính Mỹ 9D anh em này. Được để trong một cái lọ nước bảo quản, anh em có thể lấy dùng cái cây này. Anh em lấy cái kính này ra. Anh em ấn vào mắt là nhìn bài là như chơi bài ngửa luôn anh em nhá. Cái kính này sẽ bảo hành cho anh em 1 năm. Khi mua thì được tặng kèm theo cho 10 bộ bài. Thế đấy, thì nhìn bài sẽ như nào? Thế đây là một cái bộ bài bình thường này, thì đã được qua xử lý. Đấy thì khi mà không đeo kính thì nhìn nó bình thường như này. Đấy, bây giờ mình sẽ đeo cái kính thử vào cái mắt camera để cho anh em thấy độ hiệu quả nó khi anh em chơi bộ môn bài lá bịp nhá. Đây, đó như vậy này. Thì em có thể nhìn đây con gì này, đấy, con 10 này, con này con 10, con dấu cộng là con 10 này, rất là rõ luôn. Con 9 là móc chìa khóa. Đấy. Con 8 này. Thì với cái này nó sẽ có cả chất anh em nhé. Anh em nhìn thấy cả chất luôn. Đấy, thì con bích này thì nó không đánh dấu chất. Đấy, nhưng các bạn có thể xem ra con đây. Cái chất tép này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Rất là nét luôn, con 7 tép này. Thì con này đây là con rô thì nó đánh xong bên này. Đấy. Đấy, nhìn này chất 7 rô này, đánh xong bên này. Đấy. Đây là với cái loại bài xanh 2K. Thì khi bỏ kính ra nó như này. Đấy, nó trở về trạng thái bình thường này. Đây là bài xanh 2K này. Đây là bài kim cương này. Thì nhìn bài kim cương như nào nhá. Bài kim cương đỏ này. Tôi sẽ đeo vào kính vào cho anh em xem này. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Con át này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Rất là rõ ràng luôn. Chơi mà như chơi bài ngửa này thì chiến thắng 100% anh em nhé. Đấy. Đấy. 3 này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đánh chất trước rất là rõ ràng luôn. Đấy, bỏ kính ra này. Thế với cái sản phẩm này thì bên nhà mình sẽ bảo hành cho các bạn là 1 năm. Đây, nhìn xem cái bài rồng đỏ. Đây là cái bài rồng đỏ này. Cái mẫu bài bên nhà mình có rất nhiều mẫu bài nhá. Ở các cả vùng miền như miền Nam này, bài đô la trắng, đô la vàng, bài nhựa nước ngoài. Nha. Ngoài Bắc thì rồng đỏ, rồng vàng. Đây, anh em nhìn qua này, quy này, rất là rõ nét này. Gì này, 9 này, 8 này, 7 này. Đấy, anh em nhìn thấy chất này, rô nó đánh bên này, góc bên này này. Đấy, rô. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, con tép thì nó đánh ở trên này. 4 tép này, 3 tép này, 2 tép này, át tép này. Đây, con ca này. Ca cơ này đánh sang góc bên này. Rất là rõ ràng luôn anh em nhé. Đấy. Thì anh em cứ nhìn qua này. Đấy, cái bộ bài này thì bên nhà mình mua sẽ tặng cho anh em 10 bộ. Cửa hàng mình nằm ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội và bến xe miền Đông Sài Gòn. Có thể qua trực tiếp chất hàng. Hoặc là mình gửi bưu điện đến để cho anh em thử hàng. Mình sẽ hướng dẫn qua cách thử rất đơn giản thôi, không gì cả nhé. Cảm ơn anh em xem video. Xin chào tất cả các anh em, thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy, và CVK 680S, được ngụy trang trên này một chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên này một chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Với một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam. Ngoài Bắc tôi chơi 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi ạ, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây,
nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đã bật báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt báo này. Đấy, muôn bài hiêu, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy, 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy, nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo, và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy, yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý như mình này, báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý như mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CRC 700 mới nhất hiện nay luôn. Kép cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt là báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh 6 lá này là ở trong miền Nam chơi là chia 6 lá. Đấy. Để tôi sẽ cho các bạn xem này. Đây bài 1, 2, 3, máy báo 3 này. Đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9, 5. Đấy, chia là xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy, thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội. Các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi, tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK 900. Tôi sẽ test từng con một. Đây, tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK 900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây này. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1, 2, 3 này. Nhà 3 này. 6 này. Là lớn nhất.
cái nhà này không qua được luôn. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK 900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy bài CVK 680. Đây. Đây là con máy bài CVK 680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt là bài dọc này. Ba, mày báo ba bốn người chơi đấy, còn đấy là quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy đấy, chuẩn xăng 100% luôn đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, như này đấy, rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào là bạn bấm cái luồng lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây. Đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung. Mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo xuống thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này nó sẽ không được bao quát hết được. Đây. Đấy, máy 33 4 người chơi. Đấy các bạn, quan trọng là đặt xuống là báo luôn rồi. Đấy, liêng luôn này, 1, 2, 3 liêng này, 5, 6, 7 này. Đấy, chuẩn xác luôn. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng, các bạn đến trực tiếp trụ sở Hà Nội và Sài Gòn nhá. Bên cạnh máy thì còn những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ này. Các bạn đeo vào đây, các bạn nó sẽ quét bài báo bài này. Đây là phụ kiện kết nối. Điện thoại Nokia kết nối mang vạch này. Đấy. Ví. Đây là hộp quẹt đủ hết nhé. Đây là ví. Khi các bạn chơi những cái phụ kiện này, những cái máy chủ các bạn để trong người, các bạn đặt cái nào trước mặt này là ok. Đấy, các bạn nhu cầu mua hàng bạn liên hệ trực tiếp Zalo nhé, hoặc số điện thoại đến trực tiếp cửa hàng để mà test. Tôi cảm ơn các bạn xem kia. Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tôi làm một video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá rồi. Kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi. Nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ. Đấy. Đây. Cho anh em xem. Made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá. Và cái bản kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy anh em, vấn đề kính này anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây anh em có thể thấy đây. Và cái loại kính khác nữa đó là kính gỗ, hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây, tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao. Đây. Tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì
cách sử dụng kính áp tròng này như nào. Thì khi anh em đeo vào mắt á, thì anh em nhìn cái bộ bài á, nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong cái đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy, cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy, không nhìn thấy mắt thường, không nhìn thấy gì. Nhưng mà anh, tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera. Chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào mắt được rồi. Thì tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây, đây như anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây. Đấy. Con này là con át này. Đấy. Con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy. Như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy. Con này là con 2 anh em nhá. Đây con 2 này, tôi sẽ cho nhìn anh em xem này. Con 2 này. Con 7 này. Con 6 này. Con 5 này. Con 4 này. Con 3 này. Đấy, khi bỏ kính thì lại như này. Đấy. Tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy, anh em chơi bài mà chơi như bài ngược hẳn. Đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thì bên cạnh cái bài phổ thông, bài cái bài lớp K 2001 này. Đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam. Thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những cái mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không? Tôi nói luôn là không, phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này 0984 80 149. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bên nhà tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đây cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng, kinh khủng luôn. Đây tôi xem cho anh em xem đường bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy, anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngược luôn này. Còn đây là rồng đỏ này anh em này. Đó, cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên đó còn cái bài nhựa, bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi. Đó là chính là cái bài đô la vàng. Đây anh em này. Đây là cái bài đô la vàng anh em nhé. Anh em nhìn vào hộp này. Đô la này, bài đô la này anh em này. Đấy. Một số anh em miền Tây rất là hay chơi cái bài đô la vàng, đô la trắng này. Đấy. Anh em nhìn lại xuống hạ tôi này. Đấy thì và cái bài phổ thông khác nữa cũng rất nhiều anh em chơi, đó là cái bài cúc áo. Tôi cho anh em xem qua cái hộp nó. Đây. Đây mẫu bài cúc áo. Và một cái bài nữa thì cũng rất là phổ thông ở cả Bắc cả Nam. Đây. Cái bài đỏ. Hai mẫu bài đỏ, bài kim cương. Demo này, anh em nhìn này. Cái mẫu bài này thì anh em khu vực ở Kiên Giang, miền Tây rất hay chơi. Tôi sẽ đeo kính áp tròng vào để cho anh em nhìn nhé. Đây, đeo vào thì sẽ như thế này. Đây. Anh em nhìn rõ chưa? Đây, tôi sẽ đứng ở đây. A này, 4 này. Đây, anh em nhìn thấy không? Đấy, con này con 3 này. Con 2 này. Đây, con 2 anh em này. Con này con 7 này. Đấy, 9 này. Con này con 6 anh em nhá. Con 9 nó sẽ đã móc chìa khóa, con này con 6. 5 này.